Rồi, để biến vô đi. Hello cô chú. I want that on, daddy. Hả? I want that on. À, con muốn tắt lại hả? Con muốn đóng cái này lại hả? You got the sunglasses, sweetie. Oh, rồi mày đóng lại nha. Yeah, mẹ. Ok, đóng lại nè. Close. No. Rồi, dạ mẹ, xong mày kéo này lại luôn nha. Rồi, xong, khỏe chưa? Ok, con cảm ơn mẹ chứ. Đeo vô đàng hoàng cho mẹ. Đúng rồi, rồi ngồi im đó như là một công chúa cho mẹ. Con mong mẹ chứ. À, con làm cái gì? Con làm gì? Con lấy cái chân con bỏ lên cái ghế mẹ phải không? Mẹ cảm ơn con nha. Trời ơi, đó vậy đó. Mẹ... Mom, it's so black now. Ừ, đúng rồi, dơ không? Lấy chân ra coi coi dơ không? Ui trời ơi, coi đó ngồi kìa. Không còn chịu đời nổi, không với nó nữa con chú ơi. Ôi trời ơi, ngáp, ngáp che miệng nữa. Đẹp ghê luôn, không có cái kiến nào mà hợp với con chay như cái kiến đó luôn. Cái kiến đó hình như là bà khách của mẹ ngày xưa á, là mua cho chay luôn á. Lúc mà mẹ vừa đẻ chay ra, bà khách bà tặng quà, hàng sao có tới giờ luôn á. Kiến đó là kiến kỷ niệm đó, kỷ niệm thời thơ ấu đó. Đã 3 năm trôi qua cái kiến vẫn còn ở đây. Trời đất ơi, gặp cái kiến hiệu nào lẳng gãy hết rồi. Mà thấy không, cái kiến nó hả bằng nhựa, nhưng mà nó chan chứa đầy tình cảm yêu thương, nên là nó không bao giờ gãy. Ôi coi 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 coi, chặt sáng trưng kìa. Trời ơi, coi cái sáng trưng kìa. Ngồi đàng hoàng con, ngồi cho thẳng thớm lại con. Ngồi thẳng lại. Ngồi thẳng cái người lại con, ngồi xéo quá. Con muốn mẹ xuống ngồi với con không? Xuống ngồi con nha. Ok yes. Mẹ sẽ xuống ngồi với Hồng Giang. I'm gonna sit with Jade. Mommy, hold tight to my. Okay, hold tight. Ui, trời, hold tight. Okay, oh, hold tight. Ngồi thẳng lại. Đúng rồi, ngồi thẳng. Đúng rồi. Nó ngồi y chang tôi thì cái chứ con này nó ngồi. Thôi à, con đang ngồi. Mom, I can't get two legs. Chạy nó con, cởi nó con đạp lên đi, chạy đạp lên đi. Không sao đâu, mẹ nó giỡn giỡn vậy thôi chứ con muốn đạp cũng đạp chứ. Kệ nó con, không sao đâu. Đồ mình mua để mình xài mà. Nhưng mà con đừng có con phải xài kỹ lưỡng không, phải không? Mình xài. À mẹ hold tight, mẹ dính chặt để mẹ thấy hết, đúng rồi. Đồ mình mua là để mình xài, nhưng mà mình xài mình phải xài cho nó kỹ kỹ một chút, hiểu không? Nhưng mà cái xe này là cái xe mình vận chuyển mình đi hàng ngày mà, thì nó cũng phải dơ thôi. Over there. Nhìn xe nào đâu? Xe đó hiệu gì á? Mom, I like the yellow car. Ồ, cô thích cái xe màu vàng của mẹ hả? Mẹ cảm ơn con nha. Đây nè, cái mắt kiến bị dơ rồi nè. Phải lấy đồ để chi chùa mắt kiến con gái con lứa. Mắt con có cái mắt kiến để đi vía đi thời trang mà. Trời ơi, giờ sơn môi nữa. Mom, you have some lipstick. Đúng rồi, sao biết hay vậy? Mẹ có sơn môi nữa đó, con thấy hay không? Trời ơi, bây giờ tới sơn môi. Đúng rồi, con son môi luôn. Con nói đi, con có son môi luôn. Con có son môi luôn. Đúng rồi. I don't want to eat too much. À, đúng rồi, đừng có sức nhiều quá phải không? Uh-huh. Sức nhiều quá là nó giống cái gì? Giống cái mustache. À, nhà sức nhiều quá là giống như cái rau, đúng rồi, cái rau quai nón, đúng rồi. Ủa ai nói con vậy? Mẹ đâu có nói con đâu, sao con biết được sức nhiều quá là giống như cái rau quai nón? Con tự nghiệm ra đúng không? Đúng không? Open close. Rồi thôi, sức một lần thôi, cất vô để dành. Để dành lần sau sức tiếp. Sướng ghê luôn, ngủ dậy được ba mẹ chở đi ăn sáng coi được không? Quá sung sướng luôn. Trời ơi, bây giờ chu cái mỏ thôi. Trời, thương mẹ hả? I love you. You have some lipstick. Rồi, kem lipstick của mẹ trúng con rồi. Để mẹ chùi cho. Rồi. Mẹ, you have some lipstick. Yes, May, you have a little bit of lipstick on. Mẹ, I mẹ. Noticed it too. Mẹ có son môi. Mẹ đang nói cái tiếng Việt đây nè. Tiếng Việt là cái gì đó, cái con công chúa cá ba đuôi, không phải cá ba đuôi. Cái gì quên rồi ta, tự nhiên cái nàng tiên cá. Tell the name of it. À, cái tên là tên Apple. Apple. Con nói đi, Apple. Apple. Don't open it. Đúng rồi, mẹ đâu mở đâu.
ai mua con á? Ai mua con á, sông môi á? Bali Vincent. Bali Vincent mua con sông môi hả? Mom, I don't have a lot of princess. Ồ, con không có đủ công chúa hả? Giờ con muốn mua công chúa nào đây? Giờ mở mắt kiến ra nói chuyện chơi cho vui đi. Bây giờ muốn mua công chúa nào? Công chúa other than... Muốn mua hết công chúa luôn hả? Bây giờ mẹ đâu có tiền đâu mua á. Mẹ own this one and this one. Mẹ đâu có tiền đâu mua. Please own the big one. Muốn công chúa bự luôn hả? Yeah, vậy bữa nào chở đi Disney Store nghe. Yeah, trời ơi con ngồi cái tướng nè cô chú ơi. Người tướng mang đôi dép muốn quýnh dễ sợ. Đôi dép này là đôi dép này đó là dành cho những ai mà thấp á cô chú. Mang độn này lên. Vừa nó vừa thời tang mà nó vừa tôn cái tôn tôn dáng hay chị hả? Nó thời tang cái tôn tôn dáng nữa. Yeah, my lips stick up. You got kissable lips, JD. Mm-hmm. Mẹ hả? No, mommy. Mẹ muốn con nói tiếng Việt hoàn toàn. Mom, I'm talking to daddy, not baby. When I say that you need to talk in Vietnamese with me, she say no, I'm talking to daddy, not you. Trời ơi, Ngọc nói là con mẹ muốn con nói tiếng Việt hoàn toàn. Nó nói mẹ con đang nói chuyện với ba chứ không nói chuyện với mẹ. Ý là nó muốn nói tiếng Anh chứ đâu muốn nói tiếng Việt. Được rồi không? Cái gì tao làm trống trống mới được. Nè, cái banh nè. Chơi cái banh không? Rồi, cởi ra, cởi kiến ra đi. Để đây mong mốt làm xì tay khác phải không? Để kiến này nè, đó mốt kiếm xì tay khác. Trời ơi, ngoài thấy nó ăn ngoài. Đó, ngoài thấy nó kìa đó. Ba Bảo coi kiếm đường gửi yến đồ qua cho chay ăn nữa chứ mà từ khi mà chay ăn yến của ba Bảo là chay ăn ngon lành luôn đó ngoại ngoại nha. Đi lo đi ấy yến ấy đồ cho thằng Ba Ly với Vinh Sành ăn nó từ khi mà nó ăn yến vô cái là con thấy cái sức ăn của nó ngon lành luôn á. Mà ăn bữa giờ chưa hết 10 tổ yến nữa đó, con mới cho nó giữ ăn dữ lắm là 5 tổ thôi đó. Khâu mệt quá, bữa giờ có 3-4 tháng rồi ăn có 5 cái có gì đâu mà nhiều. Nhỏ lớn nó mới ăn nó nhiều đó không sao. Giờ là sức ăn nó được rồi mình đâu cho nó ăn nữa. Đúng rồi ăn cũng kêu mà mẹ coi đó nữa. Mà cái gì nấu con tin chứ mà bây giờ cái yến này là nói là con tin rồi đó. Phải đơn giản đâu, bởi vậy đem yến đồ lên cho ngoại ăn. Bởi vậy tại sao mình mới biết tại sao bây giờ mà người ta hay mệt ta ưa mua yến ăn hồi nào giờ đâu có biết. Ngộ ghê luôn á. Uống nước cam luôn nha con. Dây rồi đó, mày thấy nó ăn không? Mày thấy nó ăn là mày thấy mệt mỏi không? Ngon, con nói ngoại con ăn cơm với gì? Con ăn cơm với thịt kho. Thịt kho. Đúng rồi. Con cơm thịt kho mẹ nấu á hả? Ngon quá. Nhảy nữa. Ngon, nó nhảy dữ lắm ngoài này, nhảy dữ lắm. Nào, đây nha, cô cho cô chú coi nó cho nó vẽ này nha, cô chú coi nó vẽ nha. Dễ dữ lắm á. Đây. Trời ơi nhìn không ra. Con này đây. Đây là chay vẽ nha cô chú nha. Cái vẽ bà này tên gì quá nè con? Apalit. Apalit là gì? No mommy. Tên gì? Mom is from the movie. From the movie hả? Thôi movie cái bà này tên gì ta? From Rhea. Movie Rhea là bà. Cái bà này phải Rhea. Phải cái bà này là mẹ. Cái bà này là mẹ của cái chị tóc ngắn phải không? Tóc ngắn mà bad girl phải không? Is it the mom of the bad girl? Yeah. From fan. Trời ơi nó dễ đẹp lắm cô chú thấy không? Mốt là nó là nhà thiết kế. Nó mốt là nhà thiết kế đó. Rồi ăn vô, ăn. Mẹ coi thịt ngon quá, ăn nhiều vô cho mẹ coi. Ồ nó giờ phải re. Re như bọt kéo xe. Hồi đó là la lối rồi quỳ lì.
năng nỉ năng ơ đồ này kia. Ừ, ăn phải ngồi đàng hoàng, giờ có cái tính là phải ngồi đàng hoàng nữa, dựng múa nữa. Đi đâu ạ? À? Đâu ạ? À? Ủa lấy nước thì kêu mẹ đưa nước cho cái chi đâu? À con muốn màu quại hả? Rồi à, nó muốn màu quại. Đi đâu ạ? À? À còn làm gì nữa? Ủa đang ăn mà tự nhiên đi lấy bà ngoại đi bỏ dưới đó là sao? Con làm gì? Để con làm gì cho bà ngoại coi gì? À con cho bà ngoại coi này á hả? Ồ con mới cháy, trời ơi con nó vẽ luôn nè. Trời ơi cô chú thấy không ta? Khoan để mẹ cho cô chú coi. Trời ơi nó vẽ luôn nè. Wow, bà nó mới mua cái này cho nó để mà khi mình bay nhiều á đem đi. Đây đây. Không phải, đây nè. Cái này là một cái bảng để vẽ đó cho mấy đứa nít nó vẽ đó. Đúng rồi, nhưng mà biết làm sao không? Cái bảng này nè. À, cho ngoại coi nè, cái bảng này nè là hả đem đi máy bay được. Nếu mà mình con nó vẽ không? Con nó vẽ đẹp không? Nó vẽ cái cô gái Merida đó, Merida mà tóc xù đó. It's not Merida. Ủa chứ ai? Chứ ai? Mom, it's Merida. Tờ Sabali hả? Nope. It's Merida. Bà nó chu đáo không? Đó, giờ ăn tiếp. Giờ cho ngoại coi xong rồi ăn tiếp thôi con ha. Áo nè, cái áo này. Áo. Trời à, ngồi ăn đàng hoàng, ngồi ăn cho đàng hoàng. Con ăn xong rồi muốn con muốn làm gì con làm. Không có được làm vậy. Ngồi mẹ nói ngồi một. Rồi, mẹ đếm á nha. Rồi cho mình. Uống nước không? Dâng. Ngồi lên. 1 2. Rồi, ăn cơm vô. Uống miếng nước, uống miếng nước cam vô coi. Uống nước cam không? Uống nước lạnh. Chay này nó kỳ ghê ta ơi. Nó nhảy, đó con nhảy là bà ngoại té, nhảy ra ngoại té kìa. Trời đất ơi. Tự ăn rồi. Ăn nha. Giỏi lắm. Trời ơi ngoại nó ăn vậy nha ngoại nha, là bắt đầu là chút nữa nó ăn cheese rồi nó ăn cái này cái kia, cái tối là nó hút thêm hả 2 bình sữa bự á. Nó cống luôn mà nữa. Chạy xí cổ thiệt, xí cổ thiệt không có giỡn, xí cổ thiệt cả chứ. Almost, đúng rồi, gần xong rồi. Hồi chiều này là hả nó uống sâm nha ngoại ha, cái nó uống cái con hươu cao cổ ha, rồi cái nó uống bột canxi của cái cá tuyết ha, này để nó cao lên nữa. Bữa giờ không uống sâm, bữa giờ cũng không có uống vitamin. Bữa nay mới mẹ nó mới nhớ ra mới cho nó đó ngoại. Trời bỏ miếng thịt. con ăn miếng cơm trước đi rồi bỏ miếng thịt sao? Ăn cơm trước rồi bỏ thịt sao? Ăn cơm rồi thịt trước rồi bỏ miếng cơm vô. Bỏ miếng cơm vô đúng rồi, vậy dù cơm vô. Chơi thịt mẹ kho ngon không? Nói cho mẹ Ngân nghe coi thịt mẹ kho ngon không? Dạ ngon. Ăn nói đàng hoàng dạ ngon. Đút mẹ Ngân miếng à. Trời ơi đút mẹ Ngân miếng luôn á. Nhảy nữa này nè, tao biết thế nào đứng lên nó nhảy nữa. Trời kỳ thiệt. Nó nhảy vậy đó, nó nhảy như con cua vậy đó. Cái đó là điện nhảy con cua. Trời ơi mẹ làm đồ ăn ngon cả hết nha. Cố lên, vô. Uống miếng nước cam, giờ uống miếng cam nó mới giỏi. 1, 2, 3, vô. Anh ăn cho mẹ Ngân cho nó ăn đó. Mẹ ăn nha, mẹ ăn gì trời, bánh mì vậy trời. Con Chay thích ăn bánh mì lắm á. Ăn nè.
vô vô tiếp cho ăn miếng khoai đi, khoai miếng. Rồi ngồi xuống, ta đập cho bây giờ, ngồi xuống. Ngồi xuống, ăn hết mới được ấy, đừng có giỡn mặt với mẹ. Bước xuống 1 2 3, bước về chỗ. Honey, I ate all mine. Thấy chưa? And I went back for seconds and thirds of the meat. See, thấy chưa? Ba ăn hết chén của ba rồi đó, giờ tới con đi. Hả mẹ? Nó xào xạo nó đó. Cái chuyện đó.